Xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với chuyển độ của Đào Gia. Mình vừa đi làm về thì cũng vào kiểm tra xưởng một chút, thì thấy anh em ở đây cũng đã làm xong cái phần cũi đây, thì mình sẽ vận chuyển ra đến nhà khách hàng luôn. Lần này công việc nhiều quá nên một số đơn hàng nó chậm trễ, thì các anh em có thông cảm nhé. Còn mình khi mình ra sản phẩm thì cũng cố gắng làm sao cái sản phẩm nó không bị lỗi, bởi vì thực ra bây giờ để các anh em lỗi nó thứ nhất là các anh em khó chịu, thứ hai là mình cũng không thoải mái. Để lấy cái đồng tiền của anh em ấy thì làm sao nó phải xứng đáng công sức mình bỏ ra, cái đấy mới là cái điều quan trọng đó. Còn thực ra trong quá trình mình làm ấy thì cũng có nhiều đối thủ công kích mình, nhưng mà mình cũng không sợ, tại vì nó thật ra thì đi làm thì cũng không thể tránh được hết đó. Mình đã đầu tư tối đa toàn mọi thứ, làm sao cải tiến các mẫu mã, thứ hai là nó trong quá trình sử dụng nó có những cái lỗi gì mình đã, gần như cái lô chuồng này bây giờ nó 100% gần như không có lỗi nữa, mình chưa dám nói mà một là tuyệt đối, nhưng mà nó phải 99%. Tất cả những cái mình thiết kế nó đều là cái tâm huyết của mình đưa vào đây hết. Cái giường này có thể là mình đã nói là trong những sản phẩm mình tâm đắc nhất đến giờ phút này đó. Đây nốc liếc ngồi ngang, hôm nay thì các anh em cũng xin phép nghỉ sớm một chút, bởi vì hôm nay có